Hôm nay mình sẽ thử thách là vẽ cơm nằm. À lộn, mình sẽ thử thách vẽ đồ uống 10 phút và 1 tiếng. Trước tiên thì sau đây sẽ là phần thi của mì tôm. Và bây giờ mình sẽ vẽ thử thách 10 phút của mình. Trước tiên mình rất là thích uống Coca-Cola. Mình sẽ vẽ Coca-Cola nha. Cái này là hộp Coca chứ mình không vẽ lon đâu. Sau đó mình sẽ dùng bút để mình phát thảo lại. Sau đó mình sẽ lấy bút lấp lánh. Để ghi là Coca-Cola. Các bạn nhìn thấy không các bạn? Để bút lấp lánh nó. Sau đó mình sẽ sử dụng màu đỏ. Màu đỏ để tô cho phần ống mút. Như vậy tô màu đỏ ở phần ống mút xong rồi, chúng mình sẽ tô màu đen. Màu xám. Màu xám thì mình sẽ lấy bút chì luôn nha. Mình sẽ viền lại chữ Coca-Cola này để cho nó được đẹp hơn. Đó, sau khi mình đã viền xong thì mình sẽ sử dụng màu để tô. Nhớ là các bạn đừng có tô chườm nữa nha. Mình sẽ dùng bút lấp lánh tô luôn cái phần này, không là mình tí nữa mình tô chườm vào. Bạn có thấy lấp lánh không? Bây giờ thì mình sẽ xong nhanh, không là hết giờ mất.
cái chữ này hơi bị mờ thì mình sẽ lại mình đi viết nha. Bây giờ hộp quốc ca của mình đã xong rồi, tiếp theo đó là sẽ là phần thi của Abu. Bây giờ Abu sẽ vẽ cho các bạn nha. Abu rất là thích uống trà sữa nên mình sẽ vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ phóng to cái phần nét này ra, sau đó để làm miệng cho cái cốc được đẹp hơn. Đó, đầu tiên là mình sẽ vẽ như thế. Mình cảm giác là vẽ không được cân cho lắm. Cái ly này bị lệch thật sự luôn rồi các bạn. Rồi, đỡ cho ta. Mình nghĩ là đỡ rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ chân trâu. Chân trâu trước đi ha. Đây, vẽ những viên chân trâu đọng ở dưới cốc. Vẽ những viên chân châu đóng ở dưới cốc. À, cốc chân châu này do Abu vẽ thì sẽ để chị Abu ha. Đây cốc chân châu của Abu nha, do cửa hàng Abu tự sáng chế. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng màu đen để vẽ nét, bút dạ để vẽ nét đậm hơn. In là chị Abu nha. Abu. Sau đó mình sẽ vẽ thêm cái vòi. Ok, và xong, mình đã vẽ xong. Sau đó mình sẽ sử dụng trà thì thường có màu vàng nâu. Ok. Các bạn có nhìn đẹp không nhỉ? Mình sẽ cho thêm màu xanh để tô phần dưới đáy, bởi vì đây là cái ly có màu xanh. Mình sẽ tô màu
ống mút thì mình sẽ tô màu hồng luôn đi ha. Và bây giờ thì mình sẽ cho chữ Abu có màu xanh luôn. Và có màu hồng là chữ bờ hồng nha. Và có chữ U là màu đỏ. Và bây giờ thì hiện tại là mình chưa vẽ xong đâu. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm màu cam nhạt để cho nó giống một tách trà hơn. Và bây giờ mình, các bạn thấy cái nào đẹp hơn thì nhớ bình luận cho chúng mình biết ở phần bên dưới, và nhớ like và subscribe kênh của bọn mình nha. Bye bye các bạn.